Rồi đứng ngay được ngay giữa này nè. Rồi đứng ngay đây nè, ngay đây nè. Mẹ 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 mẹ. 1 2 3. Ok, gọi 4 bà vô đi. Rồi đứng 4 bà thì đứng xích xuống dưới xíu nữa. Đúng rồi. Đây. Phố cổ. Đang ở phố cổ Hội An. Dạ ngay đây đi, đứng ngay đây đi. Đứng góc đi con lấy bên đây. Đúng rồi, đứng ngay đây nè, đứng luôn. Đứng đứng, đúng rồi. Đứng xếp ngay đây nè. Ừ. Rồi đứng ở đây, đứng qua đây. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi nè. Rồi. Ê, cái cặp mẹ đâu? 1 2 3. Cười lên nha. 1 2 3. 1 2 3. Quá đẹp. Trời ơi. Đấy chị. Còn đây nè. Quay cho mọi người thấy nè. Nè được không? Được không? Rồi, đứng đây, đứng đây. Lát nữa mình đi vòng qua bên kia. Còn phố bên kia nữa. Đứng không chịu đứng cho kêu đứng lại cho nó thích hả? Kệ cũng được. Mẹ mẹ. Mẹ quay lại đây nè. Xích đây nè, đứng xích đây nè. Xích đi, xích ra, xích ra xích. Rồi. 1 2 3. Xéo qua đây chút. Đứng. Lại. 1 2 3. Rồi đứng dưới sông đi. Rồi ra đi chụp hai người đó, người ta đang chuẩn bị tư thế rồi. Bà xui mang cái quay lại á, đừng có mang vậy, đừng mang kéo bà. Mang qua bên. Cảm ơn em nha Võ Hằng ơi. Rồi, 1 2 3. Đợi xíu. Đứng đứng xích quay luôn. Đúng rồi, đúng rồi. 1 2 3. Rồi, vô đây mỏi đây, đứng ngay chỗ đó luôn. Không. Vô mẹ. Mẹ qua mẫu 7 nè. Rồi. Cảm ơn em nghe Võ Hằng ơi. 1 2 3. Rồi. 1 2 3. Rồi đi qua đây đi. Đi qua chùa cầu đi, qua bên cái cầu trước đi. Quay dưới sông cho nó. Đây, Võ Hằng ơi. Em không đi em có thấy tiếc không em? Chị chứ chị tiếc cho cuộc đời em chứ lắm nha Võ Hằng. Đây nè. Rồi mình đứng ở đây đi mấy bạn ơi. Mình đứng đây đi. Thôi hay là qua bên kia đi, qua bên kia đẹp hơn, qua bên kia có chỗ ngồi. Mày quay ở dưới sông kìa. Ồ, đất ơi. Bây giờ nè, à ý là con tính qua bên kia quay cái đường nó đẹp hơn. Không bằng bên đây nữa, bên đây quá trời. Xe kẻ từ lớp, từ lớp, từ lớp. Giờ mà mày đứng trước. Chưa chắc năm sau chị rảnh đâu nha em. Rồi bác đứng đằng sau lưng. Rồi đúng rồi. Bác đứng đằng sau lưng. Đẹp quá mấy em ơi. Bé heo xích vô em. Đúng rồi, đúng rồi. Mà phải đứng đứng dậy đúng rồi. Mẹ mẹ xích vô mẹ. Mẹ luôn, mẹ đứng xích. Rồi. 1 2 3. 1 2 3. Đợi xíu nha, để chỉnh chân dung một cái. Rồi cười lên. 1 2 3.
cái nữa nè, 1, 2, 3 chưa nha, để yên nha, tắm nữa 1, 2, 3 rồi, từng người không? Ở đây đẹp nè, ở đây chụp qua đẹp nè, từng người không? Rồi đứng ra đi, mọi bạn đứng ra đi, con chụp bên đây. Chụp lấy cái cột, lấy quần, lấy cái cột. Lấy cái gì? Lấy cái cột. Rồi, mẹ 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 xích qua đây mẹ. Bà đứng qua đây nè, bà đứng qua đây nè. Đợi nó thấy thấy thuyền nó tới. Tối quá sao thấy chút. Đây nè, chụp cái này dạ nè. Còn mua tí. Rồi, 1. 1 2 3. Rồi, vô mẹ. Tối nay 1, 2, 3 rồi rồi mẹ đứng ở đây đi, mẹ đứng góc này đi, đúng rồi Út ơi, không mẹ đứng thẳng luôn con luôn nè, mẹ đứng thẳng qua con luôn nè, đứng quay ngược lại giống con nè. Rồi, 1, 2, 3 ok, còn nhiều lắm nè nè, quá quá bé heo đẹp quá, 1, 2, 3 như tranh luôn, trời ơi, tưởng đâu mất rồi cái là hả, bị chửi chết luôn, là lý do là tại vì cái của mẹ là cái Facebook cũ cho nên nó là không có phát được, bây giờ là phát được rồi nè, thấy không? Đây lát con ấy nha, bỏ qua một bên đi, đây đi qua bên đây, qua bên đây mấy bạn ơi, đây bây giờ con đi khoan đứng bốn người đi chung đi, con đi tới đó con quay nha, cứ đi bình thường nha, con qua tới đó con đứng đó con quay, đi bình thường đi. Qua bên đó đó, rồi xong mày đi qua cầu. Đi xuống bên đây. Rồi đi nè, đi nè. Đi đi đừng có nhìn con. Đi bình thường đi. Không, đi qua bên đây chụp đẹp lắm. Đứng này, đứng ngay giữa này. Rồi, đứng này đó, đúng rồi. Trời ơi, quá đẹp. Xích qua xíu nữa mày. Đứng gần bạn trai mà bảy luôn. Rồi, đúng rồi. 1, 2, 3 mà đứng ngoài trời. Bên đây mới đẹp. Đợi xíu, đứng ngay đây chụp đẹp lắm. Rồi rồi, xuất phát giữa, giờ. Đúng rồi, xuất phát cái nữa. Đúng rồi. Rồi, 1, 2, 3 rồi mẹ nhìn nè, 1, 2, 3
Đợi xíu, đợi xíu. Bớp đây quen gì? Qua đi, qua đi, qua đi. Thổi. Rồi đứng yên, đứng yên. Không sao. Không sao, đứng đi, qua thua. Rồi, đúng rồi. Một, hai. Coi từng người đi, từng người đi. Đúng rồi, 1, 2, 3. Kệ đi. Rồi. Rồi vô đi, vô người khác vô. Nhường biết tới khi nào. Rồi nè. Một nè. Mẹ đừng có, mẹ đừng ngước lên quá. Trời nó đẹp. Coi nè. Ôi là chèn, coi nè nó đẹp nè. Hả? 5 gram rồi nha. Phố cổ Hội An nghe bà con. Đẹp quá, chừng đẹp rồi. Đi qua đây này Trúc ơi. Đi chưa? Qua đây, qua đây. Quá trời đẹp. Ở dưới đây mà đẹp, đừng nói tới mình chụp không môi hình. Đây nè. Đẹp dữ luôn. Đèn ôi là đèn. Rồi, quay lại, đứng đây, đứng đây. Đứng này, rồi quay lại, đây nè. Nhìn con nè. Đúng rồi. Rồi, rồi. Rồi đứng giống con mảnh tắm đây, vô đi. Vô, vô, vô mẹ. Đứng xích lên đây nè. Không, không có dính. Một, hai. Đứng rồi, sao chụp dính cái khung này vô. Rồi vô bác. Tất cả mua cho bà già. Rồi. Đứng gì nè mà chụp mới thấy là nguyên hình. Ủa mẹ đâu rồi? Mẹ nè, mẹ kia kìa. Mua giải về tiền công may có 300 thôi. Mà tiền giải có 80 à. Nè. Để sao? Để đẹp con muốn ngồi thôi đã. Tại vì mình mua trên mạng mua... bán ký. Mua mấy giải lụa cũng được. Vâng. Tưởng đâu bà hội đồng ngày xưa. Thôi đi. Qua đây. Cái này nó không có bị nhăn gì nhăn. Trời ơi cái này để nó một không còn người ta đẻ ghê vậy. Ừ. Đâu có con à. Bá phát ha. Bá phát không? Màu bảy có một câu một. Nó đẹp bá phát. Bác ơi, bác heo ơi. Trời ơi. Đi qua cái phố kia trước đi. Rồi mình vòng lại cái phố này. Hôm nay không chơi thì đây. Trời ơi đi mà còn gặp Cố Hương idol. Mình xuống đâu xem sao. Tôi cũng đâu con không đâu. Bravo.
ăn bên đó đó. Bà muốn gì mèo? Ừ, đậm đà nó hơn mà màu không có màu đỏ đâu, rõ như bên đó. Ê, vô đây, vô đây. Lộn rồi, lộn rồi, qua đây. Buổi sáng qua đây nè, chụp đẹp lắm. Sáng đâu có cháy nè. Không, không, nhưng mà buổi sáng cái tường vàng nó đẹp lắm. Các bạn mình vô ngồi ké một cái à. Các bạn ngồi đây, ngồi ra, ngồi ra. Đó, giống Hội An rồi đó. Rồi. 1. Chỗ gì 500 tấm hình thôi. Mẹ mẹ đừng có gồng cái tay quá, thả cái tay nhẹ mỏng mỏng lại xuống. Đúng rồi. Rồi đi, thôi đi lại đây đẹp lên đẹp hơn. Nói bé heo bà không. Thôi đứng đây nè, đứng đây nè, bốn người đứng dậy đây nè, con chụp nguyên vàng đèn nè. Mẹ mẹ. Bác bác. Đứng đây nè, đứng đây nè. Đây nè. Hả? Không, không. Đứng đây nè, đứng đây nè, con chụp đây nè. Không, đứng đây nè. Đâu có chùa, đâu phải chùa. Đâu cái cầu chùa thôi chứ không phải là cái chùa. Là ngày xưa cái cầu ngay đây nè là nó trong cái tờ tiền đó. Bác bác ra đây, bác ra đây. Bé bé ra đây nè. Đây chị. Một. Rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Nghe nè. 1 2 3 đợi xíu nha. Quá đẹp. Cái dòng xuống đây. Mà bây giờ đập rồi để đang xây dựng lại á. Cái chùa cầu đó nó đâu? Là đập rồi. Nghe đây nè, đập rồi đang sửa chữa lại. Bây giờ mình quẹo qua đây để mình chụp vàng bông giấy. Ủa nhưng mà mình đứng đi qua. Mình chỉ làm gì còn đứng thế này. Đi đi quẹo ra luôn, đừng có nhìn đâu á, quẹo đây nè. Nhưng mà nói cho nó đi ra ngoài xe rồi đi trường thú. Đây nè. Dưới đây rất là đèn quá. Chưa, hồi nãy mình đi ngang cái phố kia mới có. Tại vì đi qua cái chùa cầu này trước. Hồi trước cái cửa hàng công ty con nó nằm ngay đây nè. Bây giờ đâu rồi? Hả? Lúc mà... Rồi đứng nó đi, đứng nó đi, đứng nó đi. Đứng ở giữa đó luôn. Đúng rồi, đứng ở đó đây. Đứng yên nha. Đứng đây nè, đứng đây nè. Đứng đây nè, đứng đây nè. Không, đứng ở bên ngay này nè, ngay đây đẹp nè. Đúng rồi. 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 Mày đứng lên luôn. Đúng rồi. 1 2 Nó bị dạ đèn rồi. Chói hả? Ừ. Đâu. Cái ăn hỏi coi. Rồi vô đi, đứng ngay chỗ giữa đây. Vô luôn mẹ. Bốn người đi. Đó.
quá đẹp. Đâu bé heo đâu rồi, bé heo. Rồi 1, 2 bé heo kéo qua mắt kiến xích xuống đó bé heo. 1, 2 rồi ok. Trời gì đi, thích cái đó phải không? Sài Gòn có bán cái kiểu này phải không? Cái kiểu này phải không? Đây đây đây, đi đi đi, tự nhiên đi nè, đang live stream. Thì đi qua phố nè, đi ra đằng này thủ chị. Đây. Đẹp quá bảy ơi, đứng bảy ơi. Đứng lại bảy ơi. 1, 2 cô gỗ đẹp quá. Rồi đứng lại đi, 4 người đi chứ. Không không, đứng này nè, đứng 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 chỗ nãy mà bảy á. Không mà vô luôn, mẹ với bác vô luôn. Hello An An, thấy bà nội con không bé An? Đúng rồi. 1 cái mắt kiến xích xuống bé heo ơi. Rồi vừa thôi. Rồi đúng rồi. 1, 2, 3. Ok. Bà nội con đẹp không bé An? Thấy An nói bà nội nó đẹp quá kìa. Ở đó có ai để ý tới mình đâu mà. Đúng rồi. Ai là muốn mặc nè. Mỗi người mua một khăn tắm. Không phải khăn là cái khăn mình đó. Cái này nè, cái này được không chú? Dạ. Đứng bên đây chụp qua bản nè, đứng dưới đây nè, chụp qua nè. Lại đây nè, xích đây, đây xích đây, xích xuống đây, xích xuống đây, xích xuống đây. À, là cái góc xa xa chụp rất là đẹp. Đây đây đây, lại đây. Đây nè, đây nè, đây nè, con đây nè. Sao hôm nay điện thoại thui thui vậy ta? Rồi vô đây đi, vô đây đi. Là sao quay phim á? Thật ra cô bé thì thuyền thả đèn này. Dạ không. Quay mặt ở đây. Quay mặt anh. Rồi đúng rồi đó đó, ngay đó mấy đèn đèn nhiều đó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi. 1. Mẹ xúc vô mẹ. Mẹ xúc vô mà 7 á. Rồi đúng rồi. 1, 2.
một, đợi xíu nha, bị dính rồi à.